Vào 2 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam, hai trận tứ kết lượt đi Champions League đầu tiên sẽ diễn ra. Ngoài cuộc so tài kinh điển tại Santiago Bernabeu giữa Real Madrid và Man City, chúng ta cũng không thể bỏ qua một cuộc chiến cũng rất được chờ đợi giữa Arsenal và Bayern Munich trên sân vận động Emirates. Nếu như cặp đấu này diễn ra ở thời điểm 5 năm về trước, nhiều người sẽ không ngần ngại dự đoán Bayern Munich sẽ có được tấm vé đi tiếp đầy dễ dàng. Tuy nhiên ở thời điểm này là một Arsenal rất kiên cường và họ có thể đối phó với mọi đội bóng, kể cả đó là đội bóng mạnh nhất thế giới hiện tại, Manchester City. Đoàn quân của Arteta lúc này thật sự là một đối thủ rất khó nhằn và khiến các đội bóng phải lo ngại mỗi khi đối đầu với họ. Với đội chủ nhà Arsenal, điểm tựa Emirates cùng với sự cổ vũ từ 100% khán giả nhà sẽ là nguồn động lực cực lớn cho họ để nghĩ về một chiến thắng trong trận đấu lượt đi. Một chiến thắng sẽ là rất quan trọng với pháo thủ để họ có thể làm vốn trước khi hành quân tới Allianz Arena một tuần sau đó. Mikel Arteta gần như sẽ có được lực lượng mạnh nhất vào rạng sáng mai khi những Martinelli, Bukayo Saka, Zinchenko đều đã khỏe mạnh 100% sau khi bình phục chấn thương. Bên kia chiến tuyến, Bayern Munich cũng đón nhận thông tin vui liên quan đến lực lượng 24 giờ trước khi trận đấu diễn ra khi Pavlovic, Manuel Neuer, Kingsley Coman, Leroy Sané và Mazraoui đã tập luyện cùng toàn đội và nhiều khả năng sẽ góp mặt tại Emirates rạng sáng mai. Hùng xám xứ Bavaria đang có phong độ khá tệ hại trong thời gian gần đây tại Bundesliga và nhiều người lo ngại rằng đoàn quân của Thomas Tuchel sẽ tiếp tục gặp khó khăn trước một Arsenal đang được đánh giá là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại. Tuy vậy, đây là Champions League và Bayern Munich chưa bao giờ bị đánh giá thấp ở bất cứ thời điểm nào. Chính vì điều đó nên khả năng nhà đương kim vô địch nước Đức kéo sập pháo đài Emirates vào rạng sáng mai vẫn có khả năng xảy ra, dù phong độ hiện tại của hai đội là trái ngược nhau rất nhiều. Cặp đấu này cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các khán giả. Người ta chờ đợi liệu Arsenal đã thật sự trưởng thành hay chưa khi bước ra biển lớn đối đầu với một đối thủ máu mặt tại Champions League. Trong khi đó, màn trình diễn của Bayern Munich tại 90 phút sắp tới ở Emirates cũng là chủ đề được bàn tán rất nhiều, nhất là khi Thomas Tuchel và các học trò đang bị chỉ trích rất nhiều bởi phong độ tệ hại thời gian vừa qua. Trong giai đoạn 2010-2016, Arsenal và Bayern Munich gặp nhau khá nhiều tại vòng bảng và vòng knockout của Champions League. Kết quả đối đầu hiện đang nghiêng về phía hùng xám khi họ có được 3 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất trước pháo thủ. Trước thêm trận đấu diễn ra với rất nhiều lợi thế trong tay cùng với phong độ trong thời gian gần đây, Arsenal được đánh giá cửa trên so với đối thủ đến từ nước Đức. Chính vì vậy đó là cơ sở để đoàn quân Mikel Arteta nghĩ về một chiến thắng ở trận đấu lượt đi, qua đó có được sự chủ động nhất định trước khi bước vào trận đấu lượt về tại Allianz Arena một tuần sau đó. Trước đây, Bayern Munich chính là nỗi ác mộng đối với Arsenal tại Champions League. Nhưng thời thế đã thay đổi, hùng xám không còn là chính mình như ở những mùa giải trước và có phần lép vế với pháo thủ ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, như tôi đã nói ở trên, không hề tồn tại khái niệm mạnh yếu nào tại đấu trường Champions League cả. Bayern Munich vẫn là một đối thủ máu mặt tại giải đấu và họ vẫn luôn biết cách thể hiện bản lĩnh của mình ở những thời điểm quan trọng. Điển hình là trận đấu lượt về vòng 1/8 trước Lazio vừa qua. Trận đấu này sẽ là bản lề của cả hai đội trước khi bước vào trận đấu lượt về. Cả Mikel Arteta và Thomas Tuchel gần như sẽ tung ra đội hình mạnh nhất với đội chủ nhà Arsenal. Nhiều khả năng họ vẫn sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Trong khi đó, với sự trở lại của Pavlovic, Bayern Munich gần như sẽ ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Giờ thì chúng ta cùng điểm qua những điểm nóng có thể sẽ diễn ra vào rạng sáng mai, những vị trí có thể quyết định kết quả sau 90 phút tại sân Emirates. Đây có thể coi là một cuộc đối đầu đầy kinh điển ở thời điểm hiện tại, giữa một bên là tiền đạo đang có phong độ tốt nhất châu Âu và một bên là trung vệ hàng đầu của Premier League vào lúc này. 38 bàn thắng sau 36 trận ra sân là thành tích của Harry Kane cho đến thời điểm này và đang là tiền đạo có số bàn thắng nhiều nhất ở châu Âu. Hiệu suất ghi bàn của anh cũng là rất ấn tượng với 1,05 bàn một trận. Chúng ta không phải bàn luận thêm quá nhiều để chứng minh đẳng cấp của Harry Kane nữa. Anh chính là một trong những số 9 hay nhất thế giới vào thời điểm này. Tuy vậy, khá đáng tiếc cho tiền đạo người Anh khi thành tích ghi bàn của anh là không đủ để giúp Bayern Munich có thể lật ngược thế cờ trước Leverkusen tại Bundesliga. William Saliba đang cùng với Gabriel Magalhães trở thành bộ đôi trung vệ chắc chắn nhất tại Premier League tính đến thời điểm hiện tại. Đối với trung vệ người Pháp, anh đã có một mùa giải đỉnh cao nhất trong sự nghiệp trong màu áo của Arsenal. Và bây giờ Saliba sẽ có cơ hội thể hiện đẳng cấp của mình tại đấu trường châu Âu khi sẽ phải đối mặt với Harry Kane bên kia chiến tuyến. Chân sút số 1 của đội tuyển Anh dự kiến sẽ gặp khá nhiều khó khăn trước Saliba. Thậm chí anh còn có thể phải đối mặt thêm với Gabriel Magalhães.
Để có thể tỏa sáng, Harry Kane rất cần sự giúp đỡ của các đồng đội ở tuyến dưới. Cụ thể là Musiala đã ở vị trí số 10. Sự linh hoạt và nhanh nhẹn ở các pha xử lý bóng của sao trẻ người Đức sẽ là chìa khóa mở ra khoảng trống để Harry Kane di chuyển nhằm thoát khỏi sự đeo bám từ trung vệ bên phía Arsenal. Chỉ cần Bayern Munich có được khoảng trống nhỏ xung quanh khu vực 16m50 của pháo thủ, đó sẽ là cơ hội để họ nghĩ về bàn thắng, bởi khi đó Harry Kane sẽ tận dụng được khả năng chạy chỗ và chọn vị trí của mình để có cơ hội dứt điểm. Harry Kane không phải là một số 9 cổ điển, anh luôn chơi rất rộng. Đôi lúc chúng ta thấy tiền đạo người Anh lùi sâu lấy bóng để phối hợp với các đồng đội. Những pha di chuyển của tiền đạo mang áo số 9 có thể sẽ mở ra cơ hội tấn công cho Bayern Munich ở hai hành lang biên. Và kể cả không ghi bàn, Harry Kane vẫn hoàn toàn có thể tỏa sáng bởi sự linh hoạt của mình. William Saliba và Gabriel Magalhaes sẽ phải đối mặt với tiền đạo xuất sắc nhất thế giới vào lúc này. Một tiền đạo đáng sợ hơn rất nhiều so với Erling Haaland tại Premier League vào lúc này. Và nếu như họ có thể vô hiệu hóa hoàn toàn được Harry Kane, đó sẽ là chìa khóa mở ra một kết quả tích cực cho Arsenal vào rạng sáng mai. Tuy vậy, nhiệm vụ này được dự đoán sẽ chứa đựng khá nhiều rủi ro khi Saliba cùng với Gabriel chưa có nhiều kinh nghiệm ở những trận đánh lớn như thế này. Chỉ cần hai trung vệ này mắc những sai lầm nhỏ nhất, nó cũng có thể khiến Arsenal phải ôm hận, bởi Bayern Munich luôn là đội bóng tận dụng rất tốt những sai lầm của đối thủ. Tuyến giữa trận đấu này có thể sẽ quyết định cả trận đấu. Sự trở lại của Pavlovic sẽ giúp Goretzka bớt đi phần nào áp lực nơi giữa sân. Khả năng cầm bóng và thoát pressing rất ấn tượng của sao trẻ người Đức sẽ là chìa khóa để mở ra thế trận tích cực của Bayern Munich trước Arsenal. Trước những sự chắc chắn và uyển chuyển đến từ Declan Rice và Odegaard bên phía kia chiến tuyến, Hùng Xám rất cần một tiền vệ số 6 có thể kéo bóng lên phía trên nhằm triển khai tấn công. Vai trò của Goretzka trận đấu tới cũng sẽ là rất quan trọng. Màn trình diễn của anh sẽ quyết định tới tuyến dưới của Hùng Xám. Tiền vệ 29 tuổi cần phải thu hồi những pha tịnh tiến bóng của Arsenal để giúp bộ đôi trung vệ De Ligt và Kim Min-jae tránh khỏi những pha bóng bị đánh vỗ mặt. Như tôi đã đề cập ở trên, Pavlovic rất cần một cầu thủ dọn dẹp ở phía dưới để có thể phát huy hết sự nhanh nhẹn và linh hoạt của mình. Chỉ có Goretzka mới có thể đáp ứng điều đó với Arsenal vào lúc này. Declan Rice sẽ có nhiệm vụ ngăn chặn Pavlovic và Musiala bên phía Bayern Munich nhằm giảm bớt sự nguy hiểm đến từ Harry Kane. Giống như Goretzka bên kia chiến tuyến, vai trò của Rice là rất quan trọng với Arsenal ở trận đấu này. Pháo thủ cần đảm bảo sự chắc chắn ở tuyến dưới, đặc biệt là khu vực 16m50. Nếu làm được điều này, Arsenal sẽ nắm thế chủ động và có thể thoải mái triển khai tấn công với những pha kéo bóng lên phía trên từ Martin Odegaard. Dù đang có phong độ ấn tượng nhưng Declan Rice vẫn cần học hỏi màn trình diễn của Rodri ở mùa giải năm ngoái trước Goretzka ở cả hai lượt trận. Màn trình diễn ấn tượng của Rodri khi đó đã làm lu mờ hoàn toàn Kimmich và Goretzka. Chính điều đó đã mở ra chiến thắng của The Citizen trước Hùng Xám. Ở trận đấu tới, khả năng phán đoán tình huống và những pha tắc bóng của De Ligt sẽ là thứ mà Kai Havertz rất lo ngại. Cầu thủ người Đức không phải một tiền đạo cắm thông thường và anh sẽ trở nên hoàn toàn vô hại nếu như phải đối đầu với mẫu trung vệ như De Ligt. Điều này đã được chứng minh rất rõ ở trận đấu giao hữu giữa Đức và Hà Lan giữa tháng 3 vừa qua. Khả năng xử lý bóng trong khoảng thời gian ngắn và ở không gian hẹp là điểm yếu lớn nhất của Kai Havertz. Và nếu như anh không được chơi bóng, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến đầu ra bàn thắng của Arsenal ở trận đấu này. Đối với De Ligt, chỉ cần anh và Kim Min-jae hóa giải thành công Kai Havertz, Bayern Munich có thể sẽ nghĩ về một kết quả tích cực sau 90 phút tại sân Emirates. Một trận đấu rất được chờ đợi đến từ cổ viên của hai đội, đặc biệt là cổ động viên của Arsenal. Đội bóng con cưng của họ sẽ hướng tới một chiến thắng để làm vốn trước trận lượt về. Trong khi đó, Bayern Munich cũng đã sẵn sàng chơi sòng phẳng với đối thủ tại Emirates và mong muốn tiếp tục gieo sầu cho pháo thủ như cái cách họ đã làm rất nhiều lần trong quá khứ.